Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi muốn nói cho quý vị và các bạn về cái việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nhiều lắm quý vị. Tức là vì sao tôi lại nói bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? Tức là ví dụ như bây giờ á, mình đi ra ngoài, mình mua một miếng đất thì hai bên xác lập với nhau một cái hợp đồng gọi là hợp đồng đặt cọc. Nếu mình đi mua một cái máy móc thiết bị thì mình sẽ xác lập một cái hợp đồng mua bán hàng hóa. Còn nếu như trong trường hợp mình tặng cho một cái ai đó đất, nhà hoặc là vật thì mình sẽ xác lập một cái hợp đồng tặng cho. Còn trong trường hợp này gọi là, các bạn biết không, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Thì các bạn biết rồi, trong quy định của luật có những cái bồi thường thiệt hại về tính mạng. Hai bên đi ra gây ra tai nạn giao thông và dẫn đến một bên bị chết, thì cái bên người đại diện của những cái người bị hại đó, họ yêu cầu lỗi là do cái người gây ra tai nạn thì gọi là bồi thường thiệt hại do tính mạng. Hai bên vì một lý do nào đó mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp, dẫn đến gây thương tích cho nhau, tỷ lệ thương tật là 30%. Tòa án xác định lỗi hoàn toàn về phía bị cáo, cho nên bị cáo buộc phải bồi thường cho người bị hại về những cái vết đâm, vết thương. Như vậy gọi là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi xúc phạm về sức khỏe. Thật ra giữa bị cáo và người bị hại hai bên không có thỏa thuận. Hôm nay tôi sẽ nói với quý vị và các bạn bồi thường thiệt hại do uy tín, danh dự, nhân phẩm. Để mở một cái câu chuyện này thì tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện thực tế mà văn phòng có được trong quá trình hành nghề. Ông chị A, chị đến một cái tiệm tạp hóa, chị mua cái vật. Thì khi mà không có thấy ai hết thì chị đứng đó một tí nữa, cái chị chủ quán ra, chị mới đánh chị. Hỏi ra mới biết là do chị chủ cái tiệm tạp hóa đó nghi ngờ chị trộm tài sản, và hai bên dẫn đến cái hành vi chị mới la cái chị chủ tiệm hóa, là chị mới la lên là cái người này là ăn cắp với cái số tiền gì đó. Thì các bạn biết rồi, một con người nếu như trong trường hợp bị xúc phạm về vấn đề gì đó thì họ rất là bị bức xúc. Tôi nói thật với quý vị và các bạn chứ, một cái sự nghèo thì đồng ý, nhưng một cái nhân phẩm bị chà đạp thì khó có thể chấp nhận. Thì cái người đi mua hàng hóa đó, họ không đồng ý với cái chủ quán là đã có yêu cầu, đã nói chỉ là ăn cắp, bù lu bù la lên, và chị đã khởi kiện đến tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại do uy tín, danh dự, nhân phẩm bị xúc phạm. Thì trong cái yêu cầu bồi thường đó, chị yêu cầu cái gì các bạn biết không? Trong cái yêu cầu đó, chị chỉ yêu cầu một cái vấn đề duy nhất. Cái chị chủ tiệm tạp hóa này đã nói tôi ăn cắp, và họ đã nói tại cái nơi cửa tiệm đó. Vậy thì tôi yêu cầu phải buộc xin lỗi tôi tại nơi đó, tại cái ấp đó. Các bạn thấy không? Vậy thì sau khi mà tòa án xét xử thỏa thuận thì cái chị chủ quán đó, chị cũng có nói thật sự ra là do tôi bị mất tiền cho nên tôi cũng rất là lo lắng. Nay cái số tiền đó tôi cũng đã tìm được rồi. Thôi thì trước đây tôi có xúc phạm với cái chị mua hàng này, bây giờ cho tôi xin lỗi. Thôi thì cái việc mà tôi xin lỗi tại địa phương thì rất là khó, thôi tôi xin lỗi tại tòa án. Và các bạn biết không, cái vụ kiện đó đã được rút lại. Và bình thường các bạn ạ,
và đã đình chỉ cái vụ án. Vậy thì các bạn sẽ hỏi rằng là luật sư ơi, vậy thì có cái quy định luật nói về việc xúc phạm danh dự nhân phẩm hay không? Thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn, đó là cái quy định điều 592 của Bộ luật Dân sự năm 2015 các bạn ha. Thiệt hại do danh dự, do nhân phẩm, uy tín bị thiệt hại. Trong cái điều 592, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại này, nó có hai khoản. Thì các bạn thấy nha, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại bao gồm: thứ nhất là chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Thiệt hại khác do luật quy định. Cái khoản 2 nha quý vị và các bạn. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 tại điều này và một cái số tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần đó do các bên tự thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Thưa quý vị và các bạn, thật ra thì xã hội Việt Nam cho đến thời điểm này, cái trào lưu của YouTube, của Facebook và cái sự kiên nhẫn của một con người ít khóa, cho nên chắc chắn là khi tôi đưa những cái thông tin này lên Facebook, lên YouTube thì sẽ có người alo cho luật sư Thu. Tuy nhiên các bạn ạ, tôi chỉ nhận và tôi chỉ làm với những điều kiện thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm các bạn nhé. Chứ đừng bạn nào mà điện cho tôi một cái là nói chị ơi trên Facebook nó chửi em, nó chửi em một tiếng, hai tiếng và alo cho luật sư Thu, là luật sư Thu sẽ không nhận. Mặc dù tôi cũng muốn đưa cho quý vị và các bạn lên cái diễn đàn danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại, nhưng mà xâm hại ở mức độ nào thì chúng ta sẽ có tùy theo cái mức độ đó mà chúng ta sẽ bị bồi thường về mặt dân sự, hoặc nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự các bạn nhé. Và tôi sẽ không có tư vấn bất cứ ai, hai người nói nhau bên Facebook và luật sư đưa luật sư vào và luật sư không có thời gian để nghiên cứu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn.